Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: đội tuyển U22 Việt Nam có thể không tham dự tournament vào tháng 6. Finland với trọng trách nâng tầm thể lực cho các cầu thủ Quảng Nam. Nhiệm vụ mới của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân với câu lạc bộ Futsal Cao Bằng. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong bản tin thể thao Việt Nam của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Mở đầu bản tin sẽ là những chuyển động của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua các chuyến dự khán ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2020. Tuy nhiên, từ đây đến cuối tháng 3 thì chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ được nghỉ ngơi khi V-League phải tạm hoãn. Mặc dù vậy, ông không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi bằng cách trau dồi thêm vốn tiếng Việt của mình trong thời gian này. Trong thời gian V-League tạm hoãn, huấn luyện viên Park Hang-seo đang học thêm tiếng Việt với sự trợ giúp của trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng. Cùng với thầy Park còn có thêm các thành viên khác trong ban huấn luyện. Được biết, thầy Park muốn học thêm tiếng Việt để tăng cường hiểu biết về Việt Nam. Điều này tốt cho quá trình giao tiếp, sinh hoạt với người Việt Nam nói chung và các cầu thủ nói riêng. Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có chuyến thi đấu tập huấn tại Pháp vào tháng 6. Mặc dù vậy, trước diễn biến của dịch COVID-19 tại Pháp đang ngày càng phức tạp, nên rất có thể chuyến tập huấn này của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải hủy bỏ. Trong khi đó, đội tuyển Philippines đang lên kế hoạch nhập tịch cho hai cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Được biết, hai cầu thủ này là Maranon gốc Tây Ban Nha và Robert Lopez Mendy gốc Senegal. Cả hai cầu thủ nói trên đều đang khoác áo câu lạc bộ Ceres Negros. Trong đó, đáng chú ý nhất là Maranon, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại AFC Cup. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã ra thông báo chính thức về việc hoãn toàn bộ các trận đấu và các giải đấu nằm trong khuôn khổ quản lý của mình trong 2 tháng 3 và tháng 4 sau những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Như vậy, toàn bộ các trận đấu trong tháng 4 tới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2020 sẽ không diễn ra theo lịch đã ban hành. Và trước đó thì như chúng ta đã biết, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 và tháng 6 sẽ chuyển sang tổ chức vào các khung thời gian thi đấu của tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Và điều này thì đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch tập luyện của các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Với đội tuyển Thái Lan, kế hoạch giao hữu ngày 30 tháng 3 của thầy trò huấn luyện viên Nishino với đội tuyển Curaçao sẽ bị hủy nhằm đảm bảo sự an toàn nhất về tính mạng và sức khỏe cho các cầu thủ. Ngược lại, các cầu thủ đội tuyển Indonesia vẫn được tập trung từ ngày 16 tháng 3 để huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá phong độ. Dù có thể, Indonesia sẽ không đá bất kỳ trận giao hữu quốc tế nào trong thời điểm này do khó tìm được đối tượng cọ sát. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng không thể tiến hành trận giao hữu với đội tuyển Bahrain vào ngày 21 tháng 3 như kế hoạch. Để thay thế, phía Liên đoàn bóng đá Malaysia đã gửi thư mời đến đội tuyển New Zealand. Tương tự, một loạt giải đấu cấp độ câu lạc bộ trong khu vực cũng đang bị hoãn, trước hết là Indonesia. Giải Liga 1 và Liga 2 của nước này sẽ lùi lịch thi đấu đến 2 tuần. Liga 1 mới bước qua vòng đấu thứ 3 và sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 3 tháng 4. Tiếp đến là Thái Lịch, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ra thông báo lùi lịch do ảnh hưởng của Covid-19 và ấn định ngày thi đấu trở lại là 18 tháng 4. Tương tự là giải vô địch quốc gia tại Philippines và Singapore, các giải đấu này sẽ phải chờ đến đầu tháng 4 để tiến hành trở lại. Trong khi đó ở Lào, giải vô địch quốc gia nước này sẽ lùi ngày thi đấu vòng 2 đến tận tháng 5. Tiếp tục bản tin sẽ là những chuyển động của V-League. Sau khi phẫu thuật thành công tại Singapore, trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ bước vào quá trình điều trị phục hồi và điểm đến như thường lệ vẫn là trung tâm bóng đá PVF. Theo chia sẻ của bộ phận truyền thông câu lạc bộ Hà Nội, Duy Mạnh và Đình Trọng đang nghỉ ngơi tại nhà khoảng 10 ngày nữa. Cả hai sẽ đến PVF để tập phục hồi cùng bác sĩ Cho Chu Yang. Riêng trường hợp Đình Trọng, cầu thủ này có thể sẽ được đưa ra một giáo án tập phục hồi khác sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe. Với câu lạc bộ Hà Nội, trước mắt toàn đội được nghỉ đến hết thứ 6 trước khi có kế hoạch tiếp theo. Còn với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, toàn đội vẫn đang tập luyện bình thường với tần suất một tuần sẽ có 3 buổi tập cả ngày, còn lại chỉ tập một buổi chiều. Trong khi đó, câu lạc bộ BKMX Bình Dương vẫn duy trì 2 buổi tập một ngày. Được biết, đội bóng đất thủ đã ban hành lệnh cấm trại với các cầu thủ trẻ, họ sẽ không được phép về nhà để hạn chế tiếp xúc nguồn bệnh. Ở một diễn biến khác, những ngày qua, các buổi tập của câu lạc bộ Hải Phòng và Dược Nam Hà Nam Định đã không diễn ra do thời tiết xấu. Tại Hải Phòng, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lo ngại trời mưa sẽ khiến các cầu thủ bị lạnh, dẫn tới các vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, huấn luyện viên sinh năm 1970 đã cho các cầu thủ tự tập để duy trì thể trạng. Ngày 18 tháng 3 là hạn chót để các câu lạc bộ thay đổi ngoại binh cho lượt đi V-League 2020. Sau những khởi đầu không tốt, câu lạc bộ Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đã có những biến động về nhân sự. Cụ thể,
Đội bóng sông Hàn đã nói lời chia tay Philippe Ensier, tiền đạo gây thất vọng với màn thể hiện nhạt nhòa ở hai vòng đầu. Được biết, chân sút sinh năm 1994 sẽ chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa theo thỏa thuận trao đổi giữa hai đội bóng. Ở chiều ngược lại, tiền đạo Tanda từ Thanh Hóa sẽ thi đấu cho SHB Đà Nẵng kể từ vòng 3. Như chúng ta đã biết, lúc này thì V-League đang trải qua quãng nghỉ bất đắc dĩ vì Covid-19. Các đội bóng và cầu thủ đương nhiên gặp những xáo trộn và buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện và thi đấu. Nhưng với các cầu thủ có cái nhìn lạc quan thì họ vẫn tìm được niềm vui cho mình và gia đình. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua Facebook của các cầu thủ để xem họ đang làm gì trong mùa dịch này. Trên trang Facebook cá nhân của mình, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã thực hiện thử thách rửa tay đúng cách từ huấn luyện Park Hang-seo. Và cuối status, cầu thủ sinh năm 1998 không quên đưa ra lời thử thách cho hai người đồng đội tại câu lạc bộ Viettel là Nguyễn Đức Chiến và Đàm Tiến Dũng. Trước đó cũng nhận thử thách tương tự từ thầy Park, tiền vệ Phan Văn Đức đã hoàn thành đoạn clip rửa tay theo đúng hướng dẫn 6 bước từ Bộ Y tế. Do vậy, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An hình như đã quên không đưa thử thách dành cho các đồng nghiệp khác. Trong khi đó, cũng hưởng ứng phong trào phòng dịch Covid-19, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai đã đăng status với đoạn caption: "Hãy ngồi yên khi tổ quốc cần". Trong đó, cầu thủ quê Hải Dương đã hướng dẫn mọi người cách khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng nCoV của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế. Với Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ của Thang Quảng Ninh đang tranh thủ quãng nghỉ để về bên gia đình. Trên trang Facebook cá nhân của mình, tiền vệ sinh năm 1988 đã đăng những tấm ảnh khi chơi đùa cùng các con với caption: "Mẫu vườn nhà cháu". Vẫn là một câu chuyện khác của V-League. Trước mùa giải 2020, câu lạc bộ Quảng Nam đã bất ngờ chỉnh làng một chuyên gia thể lực, vị trí vốn thường chỉ xuất hiện tại các đội bóng có tiềm lực và tham vọng, và đó là Phil Neyland. Sự có mặt của ông được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cải thiện được điểm yếu cố hữu, đó chính là thể lực. Trước mỗi buổi tập, Phil Neyland và huấn luyện viên Vũ Hồng Việt lại cùng nhau trao đổi giáo án. Chức danh và nhiệm vụ là chuyên gia thể lực, nhưng ở Phil còn có kiến thức chuyên môn của một nhà cầm quân. Trước khi đến với công việc hiện tại, ông từng là cầu thủ cũng như một huấn luyện viên. Tôi từng sống tại Mỹ 13 năm và có một khoảng thời gian thi đấu tại đây và ở quê nhà. Nhưng rồi một chấn thương đầu gối đã khiến tôi phải giải nghệ. Kể từ thời điểm đó, tôi tập trung vào công tác huấn luyện. Tôi đã có bằng huấn luyện viên thể lực. Tôi nghĩ với kiến thức mình có, tôi có thể đóng góp cho bóng đá. Ngay khi đặt chân tới Quảng Nam, Phil Neyland sớm phải đối diện với dàn cầu thủ gặp những vấn đề chấn thương khác nhau. Không vội vàng áp dụng những bài tập phục hồi, điều cần thiết lúc này với Phil là hiểu rõ tâm lý cũng như mức độ chấn thương. Việc Quảng Nam đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương không phải vấn đề lớn. Cứ từ từ, chúng ta sẽ có những giải pháp cho họ. Tôi hiểu, huấn luyện viên hiểu, bộ phận y tế của đội cũng vậy. Chúng tôi có những giáo án giúp họ. Khi nào các cầu thủ sẵn sàng, chúng tôi mới để họ trở lại thi đấu. Thực tế là tôi với cả Phil cũng đã ngồi nói chuyện với nhau rất là nhiều. Rồi là sau mỗi buổi tập và trước buổi tập chúng tôi đều ngồi với nhau và đưa ra những cái phương án, mỗi người đưa ra một cái phương án của mình. Và khi mà tôi thấy nó phù hợp với tôi và phù hợp với đội bóng thì chúng tôi sẽ cùng nhau triển khai. Vẫn còn quá sớm để đánh giá năng lực của Phil Neyland sau một tháng làm việc. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là sự phản ứng của các cầu thủ với chuyên gia người Ireland khá tích cực. Sự cởi mở, tính cầu thị của Phil giúp anh hiểu thêm công việc mình đang làm và người ta chờ đến ngày V-League trở lại, thể lực cầu thủ Quảng Nam sẽ được nâng tầm. Chuyển sang các thông tin thể thao khác, sau nhiều lần trì hoãn thì mới đây, thời gian diễn ra của Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame lần thứ 10 đã được xác định. Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng ASEAN Paragames đã thống nhất sẽ tổ chức kỳ Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 10 năm 2020 từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10. Đây đã là lần hoãn thứ 3 của sự kiện này, khi trước đó ASEAN Paragames được dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 1. Tuy nhiên, do nước chủ nhà Philippines bị cạn kiệt tài chính nên phải rời sang tháng 3. Song do dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại quốc gia này nên sự kiện thể thao trên đã tiếp tục bị hoãn. Ở một thông tin khác, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tiến hành tự cách ly 14 ngày sau khi trở về từ giải cúp châu Á tại Thái Lan. Dù xứ sở Chùa Vàng không nằm trong danh sách vùng dịch, nhưng để phòng tránh cho các vận động viên đang tập luyện trong Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân cùng các học trò đã tự cách ly tại khu riêng biệt để đảm bảo an toàn.
Ở giải cúp châu Á vừa qua, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã xuất sắc đứng vị trí thứ hai toàn đoàn khi mang về 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đến với những chuyển động khác của đời sống thể thao Việt Nam, thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Futsal Cao Bằng là đội bóng được thành lập từ năm 2016. Sau 4 năm hoạt động, lúc này đội bóng cần có định hướng phát triển mạnh hơn và động thái đầu tiên cho mục tiêu phát triển đó chính là việc đưa về huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân. Đầu năm 2020, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân dừng công việc trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam để chuyển sang đảm nhận huấn luyện câu lạc bộ Futsal Cao Bằng với vai trò huấn luyện trưởng. Đây được xem là một thử thách mới dành cho cựu tuyển thủ quốc gia sau quãng thời gian tích lũy chuyên môn tại Tây Ban Nha và trải nghiệm công việc huấn luyện ở câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Khi mà tiếp xúc với các em thì cái tuổi trẻ mà, thì các em cái khao khát rất là lớn. Tôi nghĩ rằng là các em cũng vui khi mà tôi về huấn luyện, thì từ đó thì tôi cảm thấy cái động lực nó rất là cao. Với thành phần là các cầu thủ có tuổi đời trung bình chỉ mới 18, đòi hỏi huấn luyện Bảo Quân có những phương pháp huấn luyện mới mẻ và chi tiết hơn trước khi đi vào những giáo án nâng cao dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Anh làm lại cho em tất cả mọi thứ, tại vì một phần Cao Bằng của em là từ đội trẻ và lên nên chưa có kinh nghiệm nhiều về những cái giải chuyên nghiệp. Nên anh Quân đã làm từ tâm lý về chuyên môn về tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho giải tốt nhất. Với các em trẻ thì mình mất nhiều thời gian hơn, mình phải giải thích cặn kẽ hơn và thậm chí mình còn phải ngày này qua ngày khác mình nhắc lại một vấn đề để các em có thể hiểu được hơn. Tất cả những cái mà tôi trải nghiệm được và những cái mà mình đúc kết được kinh nghiệm thì mình cố gắng truyền tải cho các em để các em nó có cái động lực. Mục tiêu trong năm đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ Cao Bằng của huấn luyện Bảo Quân chính là đưa câu lạc bộ vào top 6 đội mạnh nhất tại giải Futsal vô địch quốc gia. Đây có thể xem là mục tiêu khả thi dành cho một chiến lược gia trẻ khi đứng mũi chịu sào ở đội bóng mới như câu lạc bộ Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, các sự kiện thể thao trên thế giới đều đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các bản tin của chúng tôi vẫn lên sóng đều đặn vào các khung giờ cố định hàng ngày. Bên cạnh việc cập nhật tin tức, chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện thú vị khác của thể thao trong nước và quốc tế. Ngoài ra, quý vị cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.